Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và hôm nay mình làm video chia sẻ đến các bạn upload file website của mình thiết kế ở dưới cái máy tính của mình lên trên cái hosting. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta sử dụng là FTP. Mình chia sẻ cho các bạn đó là hiện tại mình đang sử dụng cái hosting, đó chính là cái hosting girl domain là trọnghiển.com. Và bây giờ mình tải lên một cái website đó là trọnghiểnmmo.com. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái website của mình hiện tại nó bị lỗi và bây giờ mình sẽ làm như sau. Vào trong website là trọnghiểnmmo.com. Hiện tại website của mình đang bị lỗi. Mình sẽ phục hồi nó lại và bây giờ mình sẽ upload lên cái hosting để mình phục hồi cái web của mình lại. Các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào bên trong cái hosting mình có để ở dưới cái đường link cái hostinger này. Các bạn đăng ký ở đường link của mình chia sẻ thì các bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá nha các bạn. Các bạn sẽ vào bên trong trang quản trị của hosting, các bạn sẽ vào phần là manager, các bạn chọn vào. Các bạn nhìn xem cái hosting của mình đăng ký có rất là nhiều website nha các bạn, chạy rất là ổn định nha. Đây website là trọnghiển.com, rồi nguyễnthọnghiển.com, rồi trathaomoctangcanvnt.com. Ở đây nè các bạn, đó. Các bạn xem. Và cái website là trọnghiểnmmo.com. Và bây giờ mình sẽ phục hồi nó lại nha các bạn. Thì video này mình chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta sẽ upload những cái file từ máy tính lên trên hosting của mình bằng FTP. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình á là ở chỗ là cái tên miền của các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chọn vào đây là trọnghiểnmmo.com, sẽ tạo cho mình á là tài khoản FTP. Ở đây nè các bạn tạo cho mình FTP account, các bạn chọn vào đây. Đây các bạn nhìn thấy nè, FTP IP và FTP hostname và FTP username nha các bạn. Và ở đây các bạn nhìn thấy là FTP bot nha các bạn. Chỉ định là upload những cái file của máy tính của mình lên trên cái hosting là vào trong cái thư mục là public nha các bạn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ tạo cho mình username. Các bạn tạo user tên nào cũng được, hiển admin. Rồi như vậy ha các bạn. Mật khẩu thì các bạn đặt mật khẩu như thế nào thì các bạn phải nhớ nha. Bây giờ mình sẽ đặt mật khẩu. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình ở chỗ là create ha. Các bạn sẽ tạo. Các bạn đợi một chút nha. Rồi các bạn đã tạo thành công rồi ha các bạn. FTP account ở đây. Các bạn nhìn thấy một cái đường dẫn. Đây thư mục của website của chúng ta như thế này đây. Ở đây. Cái username. Username là ở đây nha các bạn. Username chúng ta sẽ đăng nhập ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tải một phần mềm để chúng ta sẽ upload lên. Cái hosting này nó cũng có hỗ trợ cho chúng ta hai cái phần mềm, đó chính là map và phần mềm là FileZilla các bạn sử dụng. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tải lên là FileZilla nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn vào đây cho mình. Rồi các bạn sẽ tới một cái trang web như thế này nha. Các bạn sẽ chọn cho mình đó là download Zilla Client. Các bạn sẽ chọn vào đây. Tiếp theo nữa các bạn sẽ chọn vào ở phần này đây. Và các bạn sẽ tải xuống đây cho mình. Đây các bạn sẽ chọn. Rồi hiện tại là các bạn nhìn thấy là chúng ta đã tải cái file này về rồi ha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái thư mục hiển thị. Bây giờ các bạn sẽ lít chuột phải. Các bạn chọn run admin. Rồi các bạn tiến hành cài đặt. Phần mềm này là miễn phí ha các bạn. Rồi các bạn chọn vào đây. Rồi bây giờ là các bạn xem. Cái bước là chúng ta sẽ cài đặt ở đây. Và các bạn đăng ký cái hosting thì các bạn xem ở dưới video này. Mình có để một cái đường link ở dưới video để các bạn đăng ký để nhận được ưu đãi giảm giá nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa là các bạn chọn cho mình là net. 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 Hoặc là các bạn có thể vào trong cái website của mình nha. Các bạn xem. Thì mình chia sẻ cho các bạn ở đây. Mình có website là media.nguyenthonghien.com. Ở đây thì mình có hướng dẫn chia sẻ cho các bạn là sử dụng cái hosting ở đây có rất là nhiều ha các bạn. Và các bạn sử dụng cái hosting ưu đãi giảm giá thì các bạn chọn qua bên đây nè. Cái hosting ở bên đây ha các bạn, hosting Go hoặc các bạn sử dụng là Namecheap ha các bạn. Mình chia sẻ cho các bạn ở đây là cái hosting mình đang sử dụng đó chính là hosting Go. Cái hosting này mình sử dụng rất là nhiều website ha các bạn. Các bạn có nhu cầu làm website nhiều thì các bạn nên chọn hosting Go ha. Các bạn chọn vào đây. Để đây các bạn nhìn thấy nè. Chúng ta có một cái bảng giá của cái hosting này. Đó các bạn nhìn thấy rất là rẻ nha. Các bạn đăng ký cái số năm càng nhiều thì cái mức giá nó càng thấp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại là cái phần mềm chúng ta cài đặt vào ha. Các bạn chọn vào cho mình là Star
Phoenix. Chúng ta đã có cái phần mềm ứng dụng như thế này. Rồi, các bạn để ý ở bên đây chính là ở bên cái máy tính của chúng ta. Còn các bạn nhìn xem ở bên đây chính là cái phần hot team của chúng ta. Bây giờ thì các bạn để ý ở cái chỗ là phần là hot và username và password và cái chỗ là bot ha các bạn. Các bạn sẽ về cái trang các bạn vừa mới tạo username account FTP nha. Các bạn sẽ về đây nè, lấy cái địa chỉ IP của cái hot team. Rồi bây giờ các bạn sẽ copy IP của cái hot team mình và các bạn chỉ cần các bạn paste nó vào đây là IP hot. Thì cái phần này là mình bảo mật ha các bạn. Cái phần IP này mình bảo mật nha. Rồi username, username là phần mà chúng ta vừa mới tạo ra và đặt cái user account đó. Rồi các bạn kéo xuống đây, các bạn nhìn thấy nè, username ở đây ha. Các bạn nhìn thấy các bạn copy nguyên cái đoạn này nè. Đó, copy nguyên ở đây và các bạn paste nó vào đây là username. Rồi, bây giờ password thì các bạn đặt password. Lúc nãy các bạn đặt password thì các bạn phải nhớ và các bạn đăng nhập nó vào. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nha. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ chọn FTP bot ha. Rồi. Các bạn enter. Như vậy là các bạn đã kết nối được cái hosting của mình. Đây, cái hosting của mình có một cái file là default ha các bạn. Giống như trong một cái thư mục ở đây. Đây các bạn nhìn xem. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái domain. Các bạn nhìn thấy nè, mình có cái website là trọnghiển.mmo.com. Ở đây mình có một cái file default ở đây ha các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa bỏ ở ngoài này nha. Xóa bỏ ở ngoài cái FTP nè. Hiện tại mình đang sử dụng là FTP là ở dưới ha, ở dưới máy tính của mình nè. Bây giờ mình sẽ lít chuột phải nè, mình sẽ delete nó đi ha các bạn. Mình sẽ delete nó đi nè. Yes. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong cái phần là hosting nè. Bây giờ mình refresh nó lại, nó sẽ mất nha. Đó, thì chúng ta sử dụng là FTP để chúng ta upload lên trên cái hosting của mình. Dùng cái FTP này mình sẽ upload lên, nó sẽ an toàn hay các bạn. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cho mình. Bây giờ mình sẽ upload lên như sau nè. Rất là đơn giản, các bạn nắm kéo nó vào trong đây là được rồi nha các bạn. Làm rất là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm như sau. Bây giờ mình sẽ chọn vào đây. Rồi, ở trên cái máy tính của mình á, có backup toàn bộ dữ liệu website của mình lại ở trên cái máy tính của mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ phục hồi cái website của mình lại bằng cách là chúng ta sẽ chọn domain ha, cái tên miền là trọnghiển.mmo.com để mình phục hồi website của mình lại ha các bạn. Các bạn chọn vào đây. Rồi, các bạn nhìn thấy đây là cái sụt của website WordPress của mình ha. Rồi các bạn sẽ chọn toàn bộ nha, các bạn chọn toàn bộ. Các bạn kéo nó vào đây cũng được ha các bạn. Hoặc là các bạn có thể, các bạn sẽ ra ngoài cái phần desktop. Rồi, cái phần desktop ở đây á, mình có để một cái file ha, cái file data. Rồi, các bạn chọn vào domain. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, Trọng Hiển. Đây nè, mình có rất là nhiều website ha. Mình sử dụng cái website Hostinger để mình làm rất là nhiều cái website trên đây. Rồi, các bạn sử dụng nè. Bây giờ mình sẽ chọn vào trong cái tên miền là trọnghiển.mmo.com. Đây. Và sau đó là các bạn sẽ kéo nó qua bên đây thôi ha. Hoặc là các bạn ở bên ngoài này nè, các bạn kéo nó qua. Chọn hết những cái file luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn đây nha. Rồi các bạn chọn ở đây nè, upload ha. Thì các bạn sẽ thấy nó đã upload lên trên cái hosting của mình. Mình sẽ kiểm tra lại trên hosting của mình ha. Các bạn nhìn thấy khu vực ở bên đây nè. Các bạn nhìn thấy à, khu vực ở bên đây chính là khu vực của hosting. Còn cái khu vực ở bên đây chính là ở trên cái máy của mình ha. Và cái website của mình á, thì mình sử dụng rất là nhiều website. Đây các bạn nhìn xem. Đây có rất là nhiều. Và mình sử dụng á, mình phục hồi cái website của mình lại là trọnghiểnmmo.com. Ở đây ha các bạn. Đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ về cái trang hosting của mình. Và các bạn sẽ refresh nó lại. Lúc nãy là mình xóa rồi ha. Bây giờ mình refresh nó lại là nó sẽ có những cái file đó. Và các bạn upload như thế này là nó sẽ đảm bảo cho những cái file của các bạn nó tránh những cái trường hợp nó bị lỗi ha các bạn. Rồi các bạn refresh nó lại. Đó thì chúng ta đã upload lên rồi nha các bạn. Rồi các bạn đợi ha. Các bạn nhìn thấy nè. Có tổng hết là 27.049 file. Đó các bạn nó đang tải lên nè. Hiện tại nó
đang tải lên là có 500 mấy file thôi nha, các bạn phải đợi hết luôn rồi các bạn chọn ok ha. Rồi, và tiếp theo nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sẽ kết nối và phục hồi website của mình lại. Và bây giờ mình sẽ dừng cái video ở đây. Rồi, như vậy video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn đến đây là hết. Các bạn đăng ký kênh của mình nếu các bạn xem thấy hữu ích. Và các bạn sử dụng cái hosting giá rẻ. Khi mà các bạn đăng ký theo hướng dẫn của mình, các bạn sẽ vào trong cái website là media.quyentrọngthiện.com. Thì ở bên đây mình có để cái banner. Ở đây các bạn sẽ chọn vào đây, các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.